để bỏ pin vô đúng không? À, đây là cách bỏ pin hả? Đúng rồi, bỏ pin vô. Rồi, ok, đây, bỏ pin vô. Bật on. À, ok. Cái này có cài cho nó theo giờ được không ta? Được. Kích hoạt lên thì cái hồng ngoại này nó sẽ khởi động chậm hơn cái từ một xíu. Rồi. Đợi cho nó khởi động xong rồi lát nó giống như số 1. Rồi, thế em biết rồi. Để đây luôn nha. Cài cho em cái này từ 6 giờ sáng 6 giờ tối. Rồi, à, nghe anh Đông ơi. Mở ốc. Đó, thấy chưa? Đó. Hiểu liền không có gì đâu. Rồi cứ làm gì làm đi. Anh nhìn trên cái bản vẽ này ha. Thì ở đây nó có để là mình cái đây là có chân tam đó, đây mình mới thấy sao. Đây là chân tam bơ ha. Ở đây là V cộng V trừ. V cộng là cấp cái nguồn 12V ha. V trừ là 12V trừ âm dương. À, ok. Thì anh lấy cục adapter đó, cục trực dương thì anh đấu vô đây, cực âm anh đấu ở đây. Ok. Rồi ở đây là cái tamper. Cái trên đây là cái bên là cái tamper, còn ở đây là cái chân đấu tín hiệu. Tín hiệu thì cái tamper là để khi mở nắp ra nó sẽ báo động thôi. À. Còn cái tín hiệu đây anh thấy chân 4 chân 5. Ha. Chân 4, 5 thì mình sẽ lấy một cái sợi dây tín hiệu mình ghi vào cái chân số 4 này với một chân số 5 để bộ trung tâm. Cái bộ trung tâm thì trước tiên thì anh phải mở ra một cái chân điện trở bên đây. Giả sử mình đấu vào chân cái chân số 13. Ở đây là chân 13 nè, thì mình mở cái chân điện trở ra. Mình chỉnh cái này ha, thì cái này nó có cái độ nhạy. Như anh thấy nè, ở đây nó đang để mức 1, ở đây nó có từ 1 tới 5 mức. Ha, mức 1 là nhạy nhất, tức là cái độ này nhạy tương đương với là một người mà người ta chạy ngang, người ta chạy bộ á, người ta chạy ngang cắt tia. Ừ. Còn mức 2 là ở tương đương với cái người ta đi bộ đó. Mức 3 là cái mức tương đương với cái người ta leo lên tường, người ta leo nó phải chậm hơn là đi bộ, không đó. Còn là mức 4, mức 5. Rồi, okay. Đấy, cái mức này thấp nhất. Rồi, còn okay. Anh cứ để cao nhất. Cái này là để chỉnh lên xuống nè, thấy không? Rồi. Anh có thể chỉnh góc này lên xuống. Rồi. Anh siết lên nó sẽ xuống đây, còn anh chỉnh nó lên thì nó nhả ra thì nó sẽ lên lúc này. Còn cái này là anh chỉnh góc qua trái qua phải, anh có thể chỉnh này nào qua trái qua phải nè. Đấy. Okay. Ừ. Khi anh lắp á, thì anh lắp theo cái chiều này, từ cái chữ nè, anh thấy cái chữ không? Nó ghi á, thì có nghĩa là anh lắp như vậy chứ không phải là. Rồi mình lật cái hồng ngoại lên này coi.